Hi, hello anh em và chào mọi người quay trở lại với channel của CZ. Ôi, mình đánh lắm mắt thế. Không ai đánh ma lốc mọi người ơi, nhưng mà mọi người đánh rất là lắm. Na cót. Nào mình sẽ nhường mọi người đi anh em. Mình sẽ kệ mọi người. Chơi lên hai con thú rồi đi. Tạm thời là vậy nhé. Mình sẽ đánh ba đấu sĩ đi. Mới đánh gì? Dồn hết vào má lốc luôn. Mình cầm cái hồi máu. Ba nát ám anh em ơi, đen đấy. Hai quẹt ngon hết phết anh em. Nhảy một nhảy xong. May giờ cặp mẹ nhà bọn này cũng không đáng sợ lắm. Đấu sĩ cho mình lấy thêm con floor nữa thì ngon anh em ơi. Bốn đấu sĩ. Hay tám đấu sĩ luôn nhỉ. Nghe hơi khó. Khoa học. Bán tặng hai thú nhé, tí mua lại sau rồi. À, xuống đây tiếp đi. Tự tin không nhỉ? Tại mình muốn Malok mình chịu đam ấy, nhưng mà sợ nó không kịp nhảy mình đã chết rồi. Không? Nhảy góc này hơi xấu này. Xong bị ăn choáng này. Ok, một quẹt này. Azenka sẽ khỏe mà lốc mình. Mà bên kia hết mà hắc ám rồi, khả năng vẫn chơi được ra. Ấn thường phát được. Đấy đấy. This is the source of all powers. Cái dòng thế Azenka cũng khỏe. Khó nhỉ. Thua em. Đồ vậy em muốn giữ ma lốc mình được lành mạnh vậy thôi. Mình cũng có choi một cái đủ hay được. Hên xui đánh được anh em ơi. Hai cú trông nó. Đấu sĩ hơi tốn tiền nhỉ. Tí nữa mình thay bằng món khác nhé. Mà lốc còn được 65 và 62.
Sống 2 cộng 30 bằng 92. 92 đánh thường khoảng 2-3 phát thì đến. Một phát à? 2 phát đánh thường. Bắt tơ kia phần ấy. Nó nào cầm truy hồn nữa sao? Không hồn được máu em ơi. Bắt tơ cầm truy hồn thật. Tại mình có phù chú mà mới hồi máu gì. Thú thì mình ưu tiên này hơn nhá. Hay kết nữa cũng khỏe cho Maloc nhưng mà thú mình ưu tiên lấy đồ thủ hơn. Yon à. Hai Yon à. Thiên Xui trận này đánh Yon em ơi. Thiên Xui Man à. Man cho mấy kỳ nhỉ. Mình đi thành đồ đi. Yon 16 con, trận này từ 4 vàng là chính mà. Nhảy giữa nhỉ? Nhảy giữa là ok chứ. Nhảy góc này cũng được. Không có nhiều góc để Maloc nhảy lắm. Tại Maloc này Maloc 1 nên mình chắc đi nhảy một phát thôi. Cái này hơi xấu này. Có liềm à? Cái gì vậy? À, Anette hồi mỏng em. Thua được nhá. Thua 5. Con 2 này. Nó không cần đâu. Sao mình nhớ không ai có thương sao không? Đèn hết. Cái này thua nặng rồi anh em. 61 máu thì vẫn vừa vừa. Chấp nhận được. Chờ thú lên lén đạn này rồi nhé. Suy. Chờ bốn thú mình cho à. Đổi Yon được này em ơi. Ok đấy. I'm crazy. I am the terror of the sea. Catch me if you can.
chưa ai cầm gì đúng không? Cho ngọc đại cho anh ấy nhau nhé. Chưa ai cầm thương em ơi, quan trọng là chưa ai cầm thương. Chưa ai cầm cái thương gì cả. Mẹ đi nhé. Non quét xuống dưới một chút nữa. Ủa nộ đẹp thế. Truy hồn ra mẹ được như trèo 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 có trong tầm ăn. The sun shall vanquish darkness. Who wants to play? Thương bắt đáy này em ơi. Nhưng mà có mỗi một bạn thôi, chấp nhận chấp một bạn nhé. Lại mình sẽ counter các bạn còn lại. Chấp một bạn, kệ bạn đấy. Em suy nghĩ trận này phát chín được không anh em ơi, nhưng mà hơi khó phát chín nhỉ. Trông hơi yếu để phát chín em. Man Doom à. Cần Man Doom sớm thế không nhỉ? Tí mua sau nhé. Mua luôn được. Ui, con rồng này khổ đẹp thế. Mặc kệ con rồng chứ. Các thống khổ quá gì ấy. Chữ thắng 3 à? Nên luôn giữ chữ thắng nhé. Bán này đi, đi mua lại xong. Ô ô ô, sao mình... Ồ, này để lệch lên. Không sai rồi. Phải lỗi tí. Đừng xiên bạn ơi, đừng xiên mình. Đừng xiên. Ok. Ok anh em. Nó xây hai yon đi. Cái bàn nó teo đi, không chơi teo. Cái phát chín được không nhỉ? Hai yon phát chín à? Hai yon phát chín nó hơi sớm không? Thử Maloc 2 đó anh em ơi. Maloc 2 sắp có rồi. Chắc cứ vừa đi vừa roll nên có này. Maloc 2 mình sẽ cho vào thay con già đi nhé. Vera này. Mà đu mua lại được nhé.
Bây giờ cần Vera hơn để kích tên phù thủy. Rồi, không khó. Tươi phết anh em ơi. Đoạt ở nhà khá là tươi đó. Sạch thánh nhá. Chắc là cho mình con thên mà đi. Học đá thên thì chắc không cần. Này đi. Này cho thên cần này. Mình cảm giác là nộ sẽ ngon hơn là kia không ta? Nộ có mày đẹp thế này. Này đen đờ nộ có mày nhé. Mày đi. Thanh ra còn phải ra thẻ ma tộc không nhé. Không mình có khi mình bán hai con ma lốc bị được em này. Để chơi thế ngon không kém. Chọc đúng bạn mình cần này. Mới thấy mãi trên con cát. À đây trên rồi. Thế nơi gánh em đi. Ui, để đi bộ lên đứng cái chỗ rốt thế con này. Nó rốt ạ. Đần độn thật. Ê, nhưng mà lấy chi hồn cũng ngon. Ê, nhưng mà lấy cái này nó... Không lấy không được. Ý. Thế mình đi luôn. Mà nó ba đồ Doom. Có chỗ để né tàu à. Bắt Doom mày bắn gì được. Chả bán gì đi được cả. Ôi. Bây giờ mà đến hàng góc John mình lên. Mình sẽ chạy chết này John này, John này khỏe lắm. Ừ, chết rồi. Má cày. Tức. Không sao. Mình gặp là... Mình xếp đội hình để cho mình gặp bạn này là mình thua mà còn lại mình... Uống cao tơ các bạn còn lại mà. Chấp nhận thua bạn này thôi. Bạn này chịu. Ôi xong rồi đấy. Ôi thôi xong rồi đấy. Anh hiểu vấn đề rồi đấy. Pha này nhé. Con cát này có choi không? Không có choi em ơi. Như bạn đừng yên này nhé mình. Cứ để cho con Crest cầm một chút nhé. Mình thấy con Crest này khá là tím. Ma lốc à? Ma lốc tanh cũng tốt nhỉ? Ừ. Để ma lốc tanh không ta? Này đi. Quét nộp luôn góc này đi. Quy này làm cảnh thôi em ạ. Ai da, dòng thổ đẹp thế. Thổ đẹp ấy nhỉ.
Chín nho mình đúng cầm đúng 9 con luôn kìa anh em. Hôm nay hôm sau nữa mình lên nhá. Bọc Vera. Thế nè, không cần thêm lắm nhỉ. Bị hết slot rồi anh em ơi. Hơi hết slot một chút. Mang đùm đây nữa xong. Mua về vui thôi nhưng mà chắc cũng không dùng. Con quỳ thực ra nó thì mình dùng đẩy ra bên ngoài cũng được. Cần nhất thiết phải cho con quy vào giữa hai con quy luôn. Thời nó hơi bị thiếu một slot, một tướng một chút. Mình đang là... đây... ai này đi nhé. Mùa này về. Do này sẽ chơi sau nhé, mình sẽ chơi... ui, hãy ra quá anh em. Quét nộ đẹp quá này. Mình phải xấy góc đấy nhanh hơn em ơi. Một con hài khỏe quá mà đánh đổ anh em ơi. Quái cầm thánh đồ này nó này chết rồi đấy nhưng mà hết slot anh. Chuyên hồn nữa. Nó lốc. Tạm thời không biết cho con gì em. Hoặc mình thể ném ma tộc này, nhưng ma tộc này ngon quá nhỉ. Gây sát thương chuẩn, gây sát thương chiêu các thứ. Đừng rắc độc ta. Ê, cứ không thấy đi rắc là thế nào ấy nhỉ. Đã chuyển không thấy thật anh em ơi. Muốn thắng là muốn lấy 3 sao nhỉ. Nên mình muốn thắng là muốn lấy 3 sao. Nếu muốn thắng thì mình chỉ cần bán an quy đi tích thêm tiền. Vẫn đang đánh 6 thú 3 ma. Liều tí anh em ơi. Liều tí đi. Máy rất liều thành công ạ. Ngày hôm nay hơi tù nhỉ. Chôn mẹ hơi tù. Quá hơi tù. Cho Yon em tin tưởng Yon hơn nhé. Quy à. Tin tưởng Quy luôn. Mà lúc các mày cũng thấy hơi có vấn đề. Tin tưởng Quy, tin tưởng Yon. Yon thấy thằng đẹp này. À không, tôi đánh. Anh cắt bị choáng này. Đau hết. Nhảy phát, ok nha. Quy đấm dạng không nhiều đam lắm nhỉ.
Này về đã nha. Hai cương mặt đáy này, con cát này. À, một tương bấy thế này à, ok. Bất tử ta. Biết đâu ra, còn sao ra cái này tặng sao phát thì ngon em. Ra có thánh đồ rồi. Cái truy hồn này không cần cho con nhầy đâu, cho con Yon đồ. Chút tiền. Gì vậy giờ ơi, nó còn lag nè. Mà lốc chắc lên hơi khó em ơi. Lên mà lốc cũng ngon nhỉ. Bình tĩnh. Bây giờ nhé, hai kết này mình sang cho con này. Cái này sang cho con quy đi. Cho con mà lốc. Bây giờ ra có thể tăng sao phát được ngon. Quy 3. Mình cầm 6 con quy đấy em ơi. Cầm mua thêm 3 con nữa rồi được. Mà lúc chắc khó rồi. Thương ấy bắt kỳ thế. Đấy sấy kịp không nhỉ? Tại con Nakot chui ở đâu này? Ê tự nhiên mọc ra con Nakot này kỳ quá à. Đen thế gặp con ma cốt này. Ê không biết nó từ đâu ra luôn ý. Không biết nó chui ra từ đâu luôn ý. Má tự nhiên con Volcat mình đi bộ lùi lại. Đen thế. Má mình đi rồi. Đen thế nhở. Cốt từ đấy được. Ai dễ ơi. Đến mình chơi được mà. Thế cho con rồng thổi chéo thế là gần như là nó chị... Gà anh em. Thôi em ơi với mình đây kết thúc rồi. Gặp lại em trong các clip lần sau nhé.